Dậy rồi hả con? Ôi, không ngủ đi. Không ngủ đi con. Không ngủ đi dậy làm gì vậy? Hả? Đói bụng hả? Không đói bụng đúng không? Ôi trời ơi. Thôi kìa coi cái mặt làm nũng mẹ lại đây. Suốt ngày đòi ôm mẹ thôi, nghe chưa? Đây, xuống đây, tôi ăn ngon sẵn với con luôn rồi này. Đấy, chuẩn bị sẵn luôn rồi. Nhá, sữa chua này, trái cây này, đi lên ăn nhé.